Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ news. Ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái vấn đề về cái cô Phạm Ngà. Với tất cả những gì mà chúng ta đã nói về cô ta cũng đã khá nhiều. Bởi vì sao chúng ta lại nói liên tục về cô ta? Chúng ta cũng biết rằng cô ta không phải là người quan trọng để chúng ta quan tâm. Với mình thì mình nghĩ rằng cô ấy cũng như bao nhiêu người khác, là những người không quen biết và chưa bao giờ được gặp mặt. Và cũng chính vì câu chuyện của chị Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta mới biết được cái cô Phạm Ngà này là ai và cô ta đã làm gì đối với cái sự việc của chị Hằng. Trong khi chị ấy không biết một điều gì về cô ta thì cô ta lại đem cái hình ảnh xấu xí hoặc những cái lời nói xấu xí để áp đặt lên bà Nguyễn Phương Hằng. Và thực sự thì những điều đó, những tài liệu ở đâu ra để cô ta, một người đang định cư ở bên Dubai, có thể biết được và chia sẻ những cái thông tin đó rộng rãi như vậy. Và các bạn cũng biết được cái sự việc của những cái tài liệu đó. Khi mà cô ta nắm bắt được thì một cô ta cho lên 10, nói có thành không và áp đặt cho bà Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau. Và các bạn có thể nhìn thấy rằng ngày trước những nhân vật như là Phạm Ngà hay là Bảy Gà cùng với một số YouTube khác không có tư tưởng chống đối Đảng và Nhà nước. Nhưng đến thời điểm gần đây thì họ đã có những cái mối quan hệ với những người nằm trong cái đường dây này và không biết được cái mối lương duyên này họ kéo dài như thế nào, họ bắt đầu từ đâu. Nhưng mình dám khẳng định rằng họ có những cái buổi trao đổi qua điện thoại hoặc là tin nhắn cùng nhau. Và tư tưởng đó cũng dần áp vào trong đầu họ để mà nghĩ xấu về chính quyền. Mới đây thì các bạn cũng đã xem được cái clip của mình đăng lên khi mà luật sư Sĩ đã chia sẻ những cái lời nói của cô Michizo Phạm Ngà và cho rằng lời nói đó là chuẩn mực. Và mình cũng chưa thấy cơ quan chức năng hỏi ông ta về vấn đề tại sao lại có thể phát biểu như vậy. Và rõ ràng tư tưởng của cái cô Phạm Ngà này đang bị lệch lạc, trong khi đó mẹ của cô ấy là một người nghệ sĩ hát chèo. Và để làm rõ cái vấn đề này và muốn gửi đến vị sinh thành của cô Phạm Ngà này những lời tâm huyết và những suy nghĩ tích cực thì ngay sau đây xin mời tất cả các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe giảng viên ngôn ngữ học Lê Hoàng Giang sẽ cùng chia sẻ với chúng ta để chúng ta có thể nhìn nhận cái khía cạnh được rộng hơn. Xin mời tất cả các bạn. Xin kính chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị em đang đến với kênh của Lê Hồng Giang. Thưa các bác, thưa các anh chị em, thực ra trong đời sống của Giang mà càng ngày càng lớn, Giang ít quan tâm đến chuyện của phụ nữ mà đôi con rồi qua nối lại. Bởi vì Giang thấy rằng là ở những câu chuyện đó các bạn vãnh những cái chuyện bếp núc chứ không phải cái chuyện gì lớn lao. Giang muốn nói đến cô Phạm Ngà, con gái của chị Lê Dung. Cô Phạm Ngà này tên tuổi rõ ràng là Phạm Tường Nga, thì đổi tên ra nước ngoài rồi đổi tên Mechizo Phạm Ngà được gì đấy. Thì theo cái tên gì đấy thì cô ấy lên trên mạng ấy, cô ấy nói rất nhiều, đặc biệt là nói với Phương Hằng. Xin thưa với chị Lê Dung như thế này, con của mình dù có đã 30 tuổi hay 35 mà nó sai thì chị vẫn gọi điều chỉnh, chứ không thể nó để nó lưu lạc, nó trôi sông giặc chợ ở bên ngoài như vậy. Và muốn chửi mắng ai thì chửi, và Phương Hằng á, bà hiền à, bà đối đáp bảo là với nó, chứ tôi thì không đâu, tôi không đối đáp đâu, mà tôi gọi cha mẹ ra. Bởi vì sao? Cái giáo dục từ gia đình nó ra. Cái cả chuyện đó Phương Hằng khoe vàng khoe của nó phải có lý do, không tự dưng mà khoe để làm gì cả. Ví dụ như nói bài, nghệ sĩ nói bài giàu vì buôn bán gian lận, thậm chí là nói nặng hơn, tội nặng hơn là vu khống, là ăn cướp của người dân Bình Dương. Có chứng cứ không? Nói như vậy thì bà phải khoe chứ, bà phải chứng minh là bà ấy thanh liêm chứ, đúng không? Bà ấy chính trực chứ. Thì cho nên là mình cũng không phải nặng lời đối với vậy Phạm Ngà. Cái thứ hai á, thì chị Lê Dung chính phải dạy con của chị như thế này, hiểu biết như thế này. Phạm Ngà tố vì sao? Vì nói rằng chị Phương Hằng khoe vàng, phụ nữ thì thấy người khác có nhiều vàng là mình ghét à? Là cái người đối diện là ghét à? Bởi vì phụ nữ thì hay thích đàn ông giàu, mà khi thấy một người nào đấy mà giàu hơn mình thì chắc chắn là để tâm tới đó. Cái thực tế và bây giờ chúng ta đã nhìn thấy một Phạm Ngà rất ghét
Đinh rất ghét Phương Hằng giàu có. Một Đinh Lan cũng không ưa gì Phương Hằng giàu có. Một Hồng Vân già đầu cũng không ưa Phương Hằng giàu có. Thấy đeo kim cương, thấy đeo vàng là bắt ghét. Đấy. Như vậy thì vì sao? Cô ấy càng nói càng chưa ngươi. Vì Phương Hằng là một người phụ nữ rất can đảm. Cô không bao giờ lùi bước công việc của cô. Cô quyết đấu cho đến cùng. Càng thách càng đấu, cho nên các bạn sai. Các bạn thấy rằng các bạn từ ở nước ngoài, các bạn chõ miệng về đây nói Phương Hằng, thì Phương Hằng im lặng, đeo họ yên sao. Các bạn không có thấy được con người như thế nào. Và để mình có một đường hướng làm cho họ giảm đi. Nếu như các bạn im lặng về Hoàng Yên, hay im lặng về vấn đề một số nghệ sĩ là ăn chặn tiền từ thiện, tiền quyên góp từ thiện của nhân dân, thì chắc chắn Phương Hằng không hàng ngày ra rả mà nó nhiều chuyện, nó nhiều việc, nhiều vấn đề đến như vậy. Và các bạn cũng thấy rằng cái đường hướng của mình như thế nào, mình muốn lên để nói nó sẽ như thế nào. Chứ không phải là cái chuyện cô ở nước ngoài mà cô kích động về đây, phải không? Cô nói cô phản ứng nó không đúng. Và những cái điều cô nói rõ ràng là cái nhận thức của cô sai hoàn toàn, phải không? Đó. Như thế thì đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, tôi hỏi chị Lê Dương, con gái chị có dạy con gái chị cái câu không? Thì chắc câu bà là cái thái gì không? Câu đấy chắc chắn nó sẽ nói với chị. Một lúc nào đó, chị không làm cho nó vừa ý thì nó nói chị với câu này. Bởi vì nó nói chị Phương Hằng được thì nó nói chị được. Bởi vì Phương Hằng cũng đáng mẹ đó mà, nó phải nhỏ đâu. Hơn con chị 20 tuổi đáng mẹ được chưa? Đó là, cho nên là tôi nghĩ rằng là nó nói Phương Hằng được thì chắc chắn nó nói chị được. Thì cho nên chị không làm lơ trước những cái mất dạy của con mình, cái thiếu sót trong việc giáo dục con của mình đó, để nó lan bạc ở nước ngoài, để nó trở thành một cái loại trôi sông giạt chợ, không biết nguồn biết cội. Một cái người phụ nữ rất đáng tự hào về đất nước như vậy, tại sao không biết gì cả, không biết ngưỡng mộ, không biết yêu thương, không biết quý trọng, đúng không? Và cũng một điều nữa là cái ngôn ngữ của Phương Hằng, có những lúc Phương Hằng nói lái chứ không nói thẳng ra vấn đề, đúng không? Những cái cụm từ, những cái cách nói lái mà chúng ta thấy rằng ai lấy cái cách nói lái rất là thanh, đúng không? Và cái nói lái để làm gì? Để tránh đi cái tục. Thế nhưng mà cái đầu của cái người nhận ra đó là tục ấy, bởi vì các người quá nhạy cảm trước những cái hành vi ngôn ngữ đó, cho nên là các người mới cho đấy là tục. Chứ còn tôi thấy bình thường. Đó là ví dụ như là khi nói về Đinh Lan ấy, bán rượu ấy, thì cô có một cái cụm từ rất là hay mà tôi không nhớ được, nhưng mà tôi thấy rằng là cô nói rất hay và cho mình nghe và mình quy chụp. Đó là tục tiểu, có không? Tại cái óc của mọi người, cái óc giường chiếu của mọi người, thì mọi người sẽ nghĩ ngay được tại sao cô đã cố tránh đi không nói thẳng ra cái cụm từ đó, mà cô ấy phải dùng cái biện pháp tu từ nói lái. Nói lái là biện pháp tu từ trong văn học, hay chưa? Chứ mà chuyện đơn giản là vô phạm ngà. Chị Dung nhá, chị nhớ lại dùng đi. Những biện pháp tu từ trong dạy học ngữ văn nó từ bé. Thế cho nên con gái của chị nó đâu có học đâu, nó đâu có biết. Này, nhân hóa ẩn dụ, hoãn dụ, nói lái. Tất cả những cái đấy là biện pháp tu từ. Và nó là trong cách nói của người Việt. Thế cho nên là để tránh đi cái sự thô tục trong ngôn ngữ ấy, thì người ta dùng biện pháp nói lái đó. Thế cho nên tại sao là người ta nói lái như vậy, là bảo là tô tục là thế nào? Đúng không? Không có thể là gọi là tô tục đâu. Thế cho nên là chị phải hiểu rằng dạy dỗ con chị của mình, con của mình chứ không thôi là nguy hiểm lắm. Càng lớn thì càng đần độn như vậy thì khổ lắm. Một cái điều nữa ấy, là cô phải biết rằng vì sao Phương Hằng nói về Võ Hoàng Yên và nó liên quan đến rất nhiều người. Cô có thấy không? Nó liên quan đến cả một cái sợi dây, đúng không? Lừa đảo. Cô nhìn thấy không? Đâu phải là nói như cô ấy là đưa Võ Hoàng Yên đến công an là xong. Phương Hằng là phụ nữ và đặc biệt đất nước này không làm ai làm như vậy cả. Đến công an người ta mời đến giấy triệu tập hoặc giấy mời đó. Và đặc biệt 14 năm lừa của Võ Hoàng Yên, công an nhà nước đã công nhận cái sức tố cáo của Phương Hằng rồi và đã công nhận rồi. Cô chú ý dùng tiến sĩ Võ Văn Phòng
Phó Chánh Văn phòng Quốc hội đã viết bài trong 27 tháng 7 đăng trên báo Nhân dân, cô đọc đi. Đấy là sự chiến thắng bước đầu của Phương Hằng đấy. Nhưng mà Phương Hằng không tha đâu. Vì sao tha được? Đồng tiền đi liền với khúc ruột, cô nghe câu đấy không? Tục ngữ đấy cô. Câu tục ngữ đấy, đồng tiền đi liền khúc ruột. Trước khi người ta làm tiền ra, nếu như cho ai đấy là người ta tự hào, nhưng ai cướp đi của họ thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến tư cách của họ chứ. Họ phải đau lòng chứ con. Thế sao con lại ăn nói như vậy được? Phải không? Nó ăn nói vô giáo dục thì phải được, ăn nói thiếu kiến thức thì phải được, phải không? Con cũng nghĩ xem, con ấy đi làm ở nước ngoài, con cũng buôn bán. Thế thì con cũng hiểu rằng là ai mà thiếu con 1 triệu, 2 triệu xem con phải đào mồ người ta lên không? Đúng nào, con phải chắc là lên, con phải là con lên phải nói nhiều hơn nữa cả ngà. Cho nên là chú nói với con như thế này, con phải chú ý, bởi vì cái hành trình phá án của Võ Hoàng Yên không phải đơn giản, mà cái từ trong công an ấy, nó gọi là nuôi án, họ gọi là nuôi án, có nghĩa là gì? Để dần dần tất cả những con người có liên quan đến vụ án Võ Hoàng Yên lừa đảo dân nghèo, giết chết dân nghèo, giết chết bệnh nhân nghèo sẽ lộ diện hết. Chứ không đơn giản là ông Yên ông vẫn đi chữa bệnh người ta đâu. Bây giờ chắc chắn là khét rồi, khi Phương Hằng tố thì không ai nghe nữa, để chữa bệnh ông ở đâu. Thì cho nên là chị Lê Dung cũng phải chú ý con gái của mình, không thể để nó ở một nước ngoài nó ăn nói như vậy được, đúng không? Đó, làm sao mà cái chuyện là tố một lần thôi, tố một lần ai nghe, kêu gào đến mức đấy thì dân tình mới nghe. Còn cô không muốn nghe thì cô tắt đài đi, đó, cô sang đài khác. Ở trên TV, ở YouTube nó có rất nhiều những cái kênh để chúng ta xem, chứ đâu phải là mỗi Phương Hằng đâu. Cô ra cô chiến với Phương Hằng đó. Và tôi cũng thấy rằng một cái tư duy rất ngu xuẩn ở chỗ này, đó là không hiểu được, bởi vì mình không bao giờ cho ai, cho nên là không hiểu được là khi người ta bị lừa thì người ta sẽ đau khổ như thế nào, đúng không? Đặc biệt là lúc nãy tôi đã nói đó là đồng tiền đi liền với khúc ruột, thì cho nên là họ đau lắm, cho nên họ phải gào lên hàng ngày. Và cái gào một cái mục đích nữa, con có hiểu không? Phạm Ngà, Mechizu Phạm Ngà, chú rất là ngượng mồm khi nói những cái ví tên mà nó tây tây, nó không còn nguồn gốc của người Việt, cho nên là rất là ngượng, cho nên là nếu như mà không phát âm không chuẩn thì con cũng bỏ qua nhé. Như thế này là cái chuyện Phương Hằng tố Hoàng Yên nhé, nó không phải là cái chuyện Hoàng Yên, không chỉ là chuyện Hoàng Yên nở bài 200 tỷ. Con có biết cái số 200 tỷ con đếm được không? Không, con giàu cỡ đấy, cỡ nào ấy, thì con cũng thấy cái giá trị của đồng tiền chứ. Nó phải một lần, đơn giản là nó một lần thôi, bởi vì ông đâu có trả đâu, đúng không? Nhà nước đã bắt ông, nhưng mà cái cốt của Phương Hằng là vì nhân dân, vì đất nước này. Con phải nhìn thấy được cái sâu xa của vấn đề đó, là Phương Hằng muốn cảnh giác cho người dân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo đã không bị Võ Hoàng Yên lừa. À, con phải thấy được điều đấy, chứ không phải là con đứng ở bên ngoài mà con nói như hai cái người phụ nữ đấu với nhau, thì chú cảm thấy rằng là con không hiểu cái gì cả. Và thật sự chú rất là buồn khi một cái người phụ nữ mà đang nước ngoài ấy, mà có một cái tư duy thấp kém như vậy, thật sự chú nói tâm can luôn đó, rất là buồn khi phải có một người phụ nữ, chú gia đình chú cũng có người phụ ở nước ngoài, nhưng họ tư duy họ rất rõ ràng, tư duy họ rất văn minh, và họ không bao giờ nói một điều gì về đất nước, họ luôn muốn hướng về đất nước, hướng về có cuộc sống ở đất nước. Thế thì tại sao con lại có cái suy nghĩ mà không nhìn ra một cái hành vi á, nó mình phải nhìn thấy được cái mục đích của hành vi, một cái lời nói, nhưng cái mục đích của lời nói, chứ không phải là nghe là xong, nghe bài khoe bài nhiều tiền, nó gọi loại phím diện. Con đi lâu rồi, con không hiểu cái từ phím diện là gì. Phím diện là một mặt của vấn đề, nhìn vấn đề chỉ một mặt thôi. Thì Phương Hằng khoe tiền hay nói được nhiều tiền ấy, không là một mặt, mà thể hiện được cái gì? Cái thứ nhất ý, là bà ấy đã đóng góp cho nhà nước, đó là cái mặt thứ nhất nha. Cái mặt từ đóng góp từ thiện mười mấy năm nay, xin lỗi, 2014 đến bây giờ, cái quỹ mổ tim Hằng Hữu, con trai của bà ấy, đó là bà không nói, để bây giờ bà ấy nói ra là mặt thứ hai, đúng không? Và mới đây bà ấy hiến cho nhà nước cả hàng nghìn tỷ đồng trong mùa COVID. Đó là mặt thứ ba. Mặt thứ tư là vì
những bệnh nhân Covid, Covid vợ chồng ông Dũng phải hiến cả hàng trăm mét, một hàng trăm hecta đất để làm bệnh viện dã chiến, để chữa trị cho bệnh nhân mỗi lúc một nhiều lên đó. Có thể nhìn thấy được thế sao là phiến diện là thế nào lúc nào, cho nên là không hiểu gì cả về vốn từ vựng thì đừng có nói, khổ lắm. Cho nên là phải đọc ở nước ngoài ấy, cần phải mua cuốn từ điển tiếng Việt ở bên cạnh, ngày ngày cũng phải sử dụng thì mới về nói, quay về nói cố gắng được. Còn không thì không thể nào quay về đất mẹ nói tầm bậy tầm bạ như vậy được đâu. Nói như vậy người ta nghĩ đến cái gia đình mình là không hiểu gì, không có biết gì về giáo dục ấy, không có kiến thức để dạy con, thế cho nên là con phải như vậy đó. Một cái điều quan trọng cuối cùng tôi nhắc chị Lê Dung, chị bảo con gái của chị rằng nếu như không muốn nghe Phương Hằng nói thì hãy tắt và tìm hiểu những thông tin khác ở nước ngoài, cũng có nhiều vấn đề hay lắm. Nếu như con gái của chị cho rằng đàn ông ở nước ngoài đẹp ấy, hấp dẫn thì cứ đi tìm hiểu, đúng không? Và cái đấy tôi nghĩ rằng không ngoài mục đích của con của chị bằng mọi cách ra nước ngoài. Xin cảm ơn chị Lê Dung, và Giang cũng xin một cái lời thống thiết đến chị, đó là chị cần phải dạy dỗ con gái của mình để nó không làm ảnh hưởng đến chị và đến gia đình của mình, và đặc biệt là ảnh hưởng rộng hơn đến là những người Hà Nội. Tôi thì thật sự rất quý người Hà Nội, cho nên tôi mới có cái lời như vậy đối với chị. Và nếu như Giang nói có gì đấy quá thì chị hãy thông cảm cho Giang. Chào tạm biệt các bác, và mong các bác hãy ủng hộ Giang ở những cái mảng tiếp theo, đó là dạy học ngữ văn cho con em nhà trường, con em của các bác đang học phổ thông, hoặc là dạy học tiếng Việt cho những trẻ tiểu học. Giang sẽ dạy miễn phí. Nếu như mà con của các bác sắp xếp được thời gian khớp với nhau ấy, thì Giang sẽ miễn phí cho con của các bác. Các bác yên tâm, đừng lo ngại vấn đề đó. Xin hãy chia sẻ, hãy đăng ký kênh của Giang để mỗi ngày tiếng nói của Giang được lan tỏa nhiều hơn. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người sức khỏe và thành công. Chào tạm biệt.